Rồi, quay cách ráp máy trà sàn liên hợp. Đầu tiên là tháo ra, nhấc nó phồng ra. Rồi, mở pallet ra. Rồi, dễ mà. Đây là cái bàn hút nước nhé. Đây là cái bàn hút nước này. Mầm đánh bếp, mầm đánh bàn chải. Mở ra luôn. Rồi, mầm đánh bếp này. Quay. Rồi mở mở này nó mấy cái máy xíu nữa khui ra rồi. Mở mở phụ kiện nó tiện lỡ nữa. Mở mở này nó. Cho họ biết mai mốt họ không biết thì có tư liệu gửi cho họ. Đây là cái bàn hút này. Bàn chải nằm trong này này. Chải mâm ngay rồi. Đây là cái nắp chụp, nắp chụp màu đen này. Nhấc dây điện mấy mét ra. Rồi bóp cái đó. Dây điện nó khoảng 18 mét, 15 đến 18 mét khoảng đó. Rồi bóp cái cần nâng nó lên. Đấy. Rồi. Ống hút. Rồi. Cái dây điện tắt dây điện. Rồi. Cái nắp chụp. Không, cái này trước. Cái này trước. Rồi, xong đang giao máy lắm. Đây, coi như lắp xong cái phần phần máy là khênh nó xuống. Rồi khênh nó xuống mà hết rồi. Lắp cái bàn hút này, nó kéo cái thanh gạt lên để cho nó nâng cái phần bàn hút lên. Đây. Đó. Khoảng hai con ốc ở cái bàn hút ra cho nó cao lên xíu. Đưa vào cái khớp rồi siết nó lại. Rồi xong, siết bằng tay thôi. Đúng cái khớp là siết vào là nó giữ thôi. Rồi. Còn một cái ống bên tay trái á, đó, mình cắm nó vào cái lỗ bàn hút đó. Rồi xong, vậy là lắp đặt đã xong rồi đó. Giờ lắp bàn chải vào.
lắp vào nhá. Đưa vào cái khớp này. Rồi xong. Đưa cái đó, tháo ra thì xoay ngược nó ra. Rồi lắp vào. Thả đi, thả đi. Đây cái hạ bàn chải xuống này. Nhấn cái chốt lò xo đó. Nhấn nó ra, sát này, nó có cái chốt này đó, chốt này nhá. Rồi ok. Rồi úp nó xuống. Xong. Rồi xong rồi đó. Đã lắp đặt hoàn thiện. Bóp cái cần, bóp cái cần. Rồi ok, bóp bóp bóp. Lắp đặt xong rồi anh. Bây giờ mình sử dụng cái chỗ này nãy sao em chưa có xem là. Rồi. Gỡ lên thì sao đây? Kéo này này. Lắp lên. Cứ kệ nó. Không cứ kệ. Lại đây. Nó có xe này. Ok, phá xuống. Chốt lại là nó khóa không cho nó chạy xuống nó qua nó. Ấn thử đi, không được ấn. Muốn mở ra, muốn hạ xuống là kéo này. Đó. Hạ xuống. Cứ đẩy nó tới thôi. Đấy. Mạnh lên. Mạnh lên. Dùng thế luôn. Đúng rồi. Chốt lại. Chốt khóa lại. Đẩy đi là bình thường nhẹ. Đẩy đi bình thường. Khi không xài nữa thì nâng hết lên rồi đẩy đi. Cái này. Thấy cần này có dây gì lôi đây. Cái cần này nâng hạ đây nè. Đây. Rồi nâng hạ đó. Nâng hạ bằng hút không trà không. Còn cái này là cái chỗ mà hút nước, hút nước dơ, khi mình muốn kiểm tra nước dơ thì tháo này ra lấy là vệ sinh nè, chỗ nước dơ, nước đồ vô vệ sinh. Cái này là cái ngăn trên là ngăn chứa nước dơ, ngăn dưới là chứa nước sạch, nước dơ sẽ được hút lên đây. Sau khi mình hút lên xong mình xả nước dơ ra, mình sẽ vệ sinh ở đây. Cái dây này là dây gì đấy? Dây hút. Dây hơi. Ống hơi để cho cái này có lực hút đó. Cái này ống hơi. Cái máy. Hút ở đây. Đúng rồi. Nè, còn cái này nó có một cái gờ này. Gắn vô tới cái gờ này là thì gắn cái này lại. Xoay qua là dính nè. Xoay ngược lại là lấy ra nè. Nó có mũi tên nè. Xoay qua là dính. Con trước đúng không? Xoay qua. Rồi, vậy thôi. Rồi, không ngược lại là lấy ra. Cái này xả nước. Xả nước. Cái này là xả nước dơ. Xả nước sạch. Xả nước dơ. Hai ống xả nước. Ống trên, ống dưới. Ống hơi. Tức là xem trong quá trình di chuyển có bị gì không? Sao ở dưới này nó có một cái ấy mà sao mà di chuyển được đây này nè, nó có dưới này nó có một cái gờ sắt mà nó không có đụng được. Có trường hợp nào mà cái ống này bị nghẹt rác gì không? Nó như có thì nghẹt nếu mà nó anh nghẹt hút ở trên có nó hằng nghẹt là trường hợp là anh bị nghẹt rác rồi. Đấy mà trong quá trình mình hút á, nếu có nghẹt thì là sẽ lưu ý chị. Đây nghẹt rác thì nó nghẹt ở chỗ này. Đem cái này đi vệ sinh đi. Ok. Nếu mà cái rác to quá nó không thể chui qua đây được. Này nó chặn lại rồi này. Nó chỉ có rác nhỏ thôi. Tóc tai nó này. Chặn lại đây rồi. Chỗ này đổ nước sạch này. Chỗ đằng trước là đổ nước sạch này. Cái biểu tượng vòi nước, xả nước vào đây. Nước sạch nhé. Nước dơ nó hút lên trên phần trên này. Cuối quá. Cái này là cái lọc nước này. Cái dây lọc nước. Lọc nước này. Xả nước chỗ nào ta? Ở đây. Xả nước. Thì bơm nước vào đây. Sẽ dùng lưới lọc này. Trong quá trình mà sử dụng có nhiều lúc bị nghẹt lắm thì cái này mở ra. Mở cái này đúng không? Đúng rồi, nước không xuống đều thì cứ mở ra. Cái này anh mở sao mở? Cái này là đầu lọc thôi. Đúng rồi. Thì trong quá trình mà sử dụng nhiều lúc nó bị nghẹt lắm á. Công tắc trà, công tắc hút. Đây ta sẽ vệ sinh cái này. Muốn hướng dẫn muốn trà bét đây, lắp cái bàn bét này vào thôi.
Đây mình cải áo ra đi. Xoay ngược lại. Đấy, muốn lắp màn gắn bét này cũng vậy thôi. Rồi bỏ bét lên trả thôi. Xoay ngược lại. Bỏ miếng bét lên nhá. Rồi. Miếng bét là cho cái hộp vậy đúng không ạ? Miếng bét là bỏ vào trả. Miếng bét là dán vô đây rồi hạ xuống cho bao nhiêu hạ màn cải thôi. Lắp như nhau. Quá. Lắp bét là mình úp xuống. Để vào đây rồi mới úp xuống hai điểm để trước cái đấy cũng được, để trước miếng bét này để úp xuống. Căn cho nó đều là được. Xài cái này cho nó cũng dễ xài. Bét là cái nào mà nó bẩn quá hoặc là trà ngoài sân hoặc là chỗ nào mà rêu hay là mốc á, chà bét. Rồi.